Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nhà Đất Kiên Giang. Hiện tại mình đang có mặt tại hẻm nhánh thuộc hẻm 499 đường Mặc Cũ, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Và tại đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một căn nhà có diện tích ngang 4,5m, nở hậu 5m và chiều dài lớn nhất là 11m. Tổng diện tích sử dụng là 49,2m2. Loại đất là đất ở tại đô thị, thổ cư 100%. Đây chính là vị trí của hẻm nhánh thuộc hệ thống hẻm 499 đường Mặc Cũ. Con hẻm này thì cũng có độ rộng khoảng 3 mét. Độ rộng này thì xe gắn máy có thể vào rất là thoải mái. Và vị trí của căn nhà cũng nằm cách với hẻm chính một đoạn khoảng chừng 20 mét thôi. Đây chính là phần mặt trước của căn nhà. Căn nhà sẽ có kết cấu là một trệt ở phía dưới và một gác lửng ở phía trên. Phần mặt trước thì chúng ta sẽ có những cái ô kính ở phía trước để lấy ánh sáng từ bên ngoài. Phần cửa chính sẽ là cửa sắt kết hợp với kính màu. Và căn nhà có hướng chính là hướng đông bắc. Đây chính là không gian ở bên trong phòng khách của căn nhà. Căn nhà có phòng khách được thiết kế với độ rộng 3 mét. Và chúng ta cũng sẽ có phần tường được viền một lớp gạch với tầm cao khoảng 1,2 m. Ở bên trong thì chủ nhà sẽ để lại cho người mua một bộ bàn ghế sofa cũng còn khá là mới nè. Rồi phía trên trần chúng ta sẽ có hệ thống trần la phong kết hợp với đèn led chiếu sáng. Vào phần cửa chính cũng được chủ nhà trang bị rèm cửa. Nhìn chung thì đây là một căn nhà đã qua sử dụng và nằm ở một con hẻm cũng gần với khu vực trung tâm, cho nên cũng khá là thuận tiện về mặt giao thông. Gần trường, gần các khu vực trung tâm hành chính, gần với chợ, siêu thị. Và nằm ở phía bên phải phòng khách sẽ là hành lang dẫn ra khu vực phía sau nhà. Hành lang này được thiết kế với độ rộng 1,4 m. Phía trên chúng ta cũng sẽ có trần la phong kết hợp với đèn led chiếu sáng. Và tại đây chúng ta sẽ có hai căn phòng ngủ. Và mỗi căn phòng đều có những cái lăng gió để thông hơi bên ngoài. Căn phòng được sử dụng chất liệu cửa là cửa nhôm kính mờ. Đây là không gian bên trong. Chúng ta sẽ có một căn phòng với tổng diện tích là 8m2. Bên trần sẽ là hệ thống trần la phong. Phần tường cũng được viền một lớp gạch ở phía chân tường. Và nằm bên cạnh căn phòng ngủ đầu tiên sẽ là căn phòng ngủ thứ hai. Và căn nhà cũng sẽ có tất cả là hai phòng ngủ. Ở đây chúng ta sẽ có cửa phòng là cửa nhôm kính mờ. Đây chính là không gian bên trong. Bên trong chúng ta cũng sẽ có một căn phòng có diện tích khoảng 8m2 bằng với căn phòng đầu tiên. Và cũng có phần tường được viền một lớp gạch ở phần chân tường. Và nằm ở bên cạnh căn phòng ngủ thứ hai, chúng ta sẽ có một cánh cửa dạng cửa nhôm và khung kính. Cánh cửa này sẽ dẫn các bạn đi ra khu vực phòng bếp ở phía sau. Đây chính là không gian ở căn phòng bếp. Chúng ta sẽ có một căn phòng bếp vừa đủ dùng. Chủ nhà còn chừa là hệ thống kệ bếp, tủ bếp nè. Rồi ở đây chúng ta cũng có một bể rửa, có một cái ô cửa sổ để thông hơi bên ngoài. Và có một căn phòng vệ sinh nằm ở khu vực phòng bếp. Căn phòng với thiết kế cửa nhôm kính mờ. Đây chính là không gian bên trong. Bên trong chúng ta sẽ có một bồn nước, một bồn cầu. Rồi phần tường thì được viền một lớp gạch với tầm cao khoảng 1,5 m. Phía trên có hai viên gạch kính và các lăng gió. Trên nữa sẽ là hệ thống trần la phong. Và ngay tại khu vực phòng bếp, chúng ta sẽ có cầu thang dẫn lên phía trên tầng gác. Tầng gác hiện tại thì chủ nhà không bố trí phòng ngủ mà bố trí thành một cái nơi để chứa đồ linh tinh thôi. Cầu thang là dạng cầu thang sắt và mình sẽ leo lên để cho các bạn xem thử nè. Và đây là cái khu vực xung quanh phòng bếp thì chủ nhà cũng cho làm một cái hệ la phong ở đây. Và bây giờ mình đang có mặt ở khu vực tầng gác lửng của căn nhà đó các bạn. Khu vực này thì cũng gần với vị trí của mái nhà luôn rồi, cho nên nó sẽ rất là nóng nếu các bạn không có một cái giải pháp cách nhiệt. Do đó đây chủ nhà họ không bố trí phòng ngủ mà bố trí thành một cái nơi để đặt những món đồ linh tinh ít dùng thôi.
giống như là một cái nhà kho mini. Đây mình sẽ bật đèn flash lên để cho các bạn xem này. Đó, một cái không gian cũng khá rộng rãi để có thể dùng làm nơi chứa đồ, sát với khu vực mái nhà luôn. Đây đây chúng ta cũng sẽ có thêm một cái phần gia cố nè, là dạng cột sắt kết hợp với phần đà để gia cố cho phần mái. Và phần gác này là gác gỗ được chủ nhà cho lót simili ở trên. Rồi, như vậy là mình đã vừa dẫn các bạn đi tham quan một vòng căn nhà với diện tích ngang 4,5m, nở hậu 5m và chiều dài lớn nhất là 11m. Tổng diện tích sử dụng là 49,2m2. Tọa lạc tại vị trí hẻm nhánh thuộc hệ thống hẻm 449 đường Mặc Cũ, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Căn nhà có hướng chính là hướng đông bắc. Và hiện tại, căn nhà đang được chủ nhà chào bán với mức giá là 760 triệu đồng, có thương lượng và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những bạn nào có nhu cầu vay vốn. Số điện thoại liên hệ mình có ghi bên trong video clip. Các bạn nào quan tâm thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.